Dạ, thì Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Hiện giờ thì tụi em đang có mặt ở khóm 1, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Dạ, tí xíu nữa tụi em đi vô thăm một hoàn cảnh của một ông bác bị tai biến. Dạ, thì hiện tại thì đoàn tụi em vẫn như vậy ạ, vẫn có chị vẫn có chị đẹp, chủ tịch dạ. Xã ạ. Ủa, chủ tịch phường chứ, chủ tịch phường 3. Dạ, dạ bé Kiều, dạ. Bé Nắm, bé Mai và em là Thùy Kim Khiết ạ. Dạ thì bây giờ chị Điệp dẫn tụi em đi vô để gặp bác đó hả chị? Rồi rồi, đi. Dạ. Dạ. Mời, dạ. Mời bà con cô bác đi cùng với tụi em nha. Ủa chị Điệp ơi, bác này là có hoàn cảnh nước như thế nào ha chị Điệp? Thì chú này thì bị tai biến, lúc trước thì nằm với em một chỗ thì bây giờ là có chống gậy là đi một chút rồi. Dạ. Chú ở một mình. Thì trước đây thì nhà thì cũng có nhà vệ sinh thì cũng có, thì hôm rồi cũng đã có hỗ trợ. Dạ. Thì nói chung là không có ai chăm. Dạ. Vậy ở một mình thôi. Dạ. Ồ, và chú bị tai biến nằm một chỗ mà không ai chăm hết rồi sao chú tự lo được chứ? Thì lúc trước thì nằm nhưng mà bây giờ thì khả thi hơn rồi. Là đỡ hơn rồi ha. Dạ. Dạ nhà đây hả chị Điệp? Đúng rồi, nhà đây, mời đâu. Dạ dạ. Vô đại đi. Ờ phải bởi. Dạ, con chào bác. Dạ, dạ chào chú. Ngồi đi chị Điệp. Dạ, dạ chào chú ạ. Tụi con là ở bên cái đoàn làm chương trình lá lành đùm lá rách á. Dạ, hôm nay tụi con đi tiền trạm để mà khảo sát một số cái trường hợp để hỗ trợ. Dạ, thì được ở bên phường giới thiệu là nó là chú ở có một mình hả chú? Dạ, đúng rồi, một đó rồi. Chính quyền là không gọi cho chị thầy không có rồi. Không gọi thì bây giờ không gì em có bạn thầy. Chính quyền là rồi. Làm cơm cho mới cho ăn. Khổ vậy. Mình 9-10 năm nay rồi. Dạ, chứ là không có ở với ai. Không có ai mà không ai cho thầy thế thôi. Chính quyền thì bây giờ không có rồi luôn. Mà nói em bị cơm rồi cũng gì không. Vậy á. Dạ. Không có tiền gì nha, bị sắp bệnh. Không có tiền. Rồi ai nấu cơm nấu nước được cho chú mỗi ngày? Còn ai nói sao ơi, cơm nước ăn đi rồi. Nói quá nè. Dạ. Là do mình bị tai biến cho nên chú nói chuyện bị hơi... Dạ, bị đó. Kiếm chăm chú dạ. Thôi, không có ăn. Ủa rồi chú ở một mình bao nhiêu năm nay rồi vậy chú? Dạ, 9-10 năm bệnh nha, 9-10 năm rồi. Dạ. Ha, còn đó là ông mình. Dạ. Thôi dạ là ông mình. Dạ. À. Xưa giờ là mình cũng ở đây luôn hả? Ờ, xưa giờ ở đây không, không ở đây không. Không có chị mắc mặn không chị? Mà chú có con cái gì không chú? Con đứa con như thế nào? Phải nói vậy nó có rồi, nó không có nuôi gì ra. Nó không có nuôi gì ra. Nó còn chị nó, con không giàu quá. Giàu gì đó luôn luôn. Khổ nhà là con không có để ra. Em nói rằng à. Con chú ở đâu? Ở đâu ở dưới này. Nó nhà đâu biết, mình không biết. À. Nó có chồng cái gì. À. Nó rồi, mình không biết nhà đâu. Không biết nhà luôn. À, không biết nhà, không quen tới, mình không biết được. Chị đó cũng không có về thăm chú luôn. Không có về luôn. À, không có cho cái gì ra. Chú không. Bệnh chị cũng không có tới thăm gì luôn. Không có tới ra, một năm mai không có tới gì. Một năm mai, một khi một lần cũng lần mà. Hai lần một, hai lần một thôi. Dạ đâu, chú về cho đâu, không có, không có ra mà liền mai ra. Cái lúc mà chú bị tai biến á thì ai là người là chú tự chăm một mình chú vậy hả? Không dạ. Có ai chăm sóc chú luôn hả? Đâu à, có em bạn ở trận á. Mấy bạn á dẫn lên chung bệnh viện. Dạ. Viện xã ra. Dạ. Cái sao chung bệnh viện đó cũng em bạn luôn luôn. Dạ mấy bạn lo luôn. À bạn lo luôn. Bạn lo luôn rồi. Dạ. Không có ai chơi. Dạ. À, lâu vợ vô là hả? 28-29 năm rồi. Dạ. Rồi con cái không có về có chồng không? Về. Anh nói mình mà nói quán là bán cà phê. Nói vậy ngày không có cơm, cho đồ ăn cái gì vậy. Cái chị bán cà phê ngày nào cũng đem đồ ăn vô cho chú. Dạ, cho. Thấy rồi. Thấy rồi, tới rồi ngày mai, ngày không có cơm, đồ ăn thôi. Dạ. Dạ, ngày chỉ đem cơm vô 2-3 bữa vậy cho chú vậy đó. Một ngày đem cơm lần, sáng rồi. Nó bán gần 7-7, đem cơm vô ăn. Dạ. Ăn rồi thôi, lấy rồi đó. Rồi chiều tối thì sao chú? Rồi tối thì đói bụng ra ăn mì rồi. Thì gói cho phường cho đó. Trời ơi. Là chú tự nấu luôn hả? Tự nấu, tao nấu mì mụn mà. Rồi chú tự giặt đồ này kia luôn. Giặt đồ, không có giặt ngâm.
Dạ. Mà bạn đi ngâm rồi phơi thôi. Dạ, vì ngâm xong rồi phơi luôn, không giặt luôn. Rồi, rồi. Thôi chị ơi, chị em ơi, thấy không? Rồi, dạ, chào, ở mình mà. Dạ. Thôi rồi. À, tụi con vô thăm nhà, vô xem nhà chút xíu được không chú? Dạ, dạ, dạ. Dạ. Đi, 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 dạ, đi, dạ. Nhà có ba cái nồi cơm điện à. Nồi nấu canh, rồi nấu cơm. Nấu cái gì là ở trong đây là chú ngủ trong đây hả chú? À, đó, ngủ đi, ngủ đi. Hả, ngủ ngoài cái. Sao này nó cho, thì thấy cái giường á. Chứ không phải đâu, ngủ ngoài cái lậu á. Vừa rồi được, ngủ hỗ trợ. Nó còn ngủ á. Ừ. Hỗ trợ nữa. Thôi lậu rồi, khổ lắm. Mới làm thêm cái, mới làm cái toilet. Đúng rồi, chứ trước đây là nó là không có cái lậu. Trời ơi, nó có chồng rồi, nó không có gì vậy. Trời ơi. Nó bây giờ nó là nó tới được, nó không có tới được. Có một mình rồi. Nó vòng khỏi vòng nó rồi. Nó không có tới. Có cái mình ngủ quá, không có tới nữa. Bệnh hoài rồi. Giờ thì đi lại được rồi. Chống gậy đi được thì còn đỡ. Cái thời gian mà chú mà bị tai biến nằm một chỗ. Rồi sao trời? Đấy. Nó nhờ cái đi. Nhờ cái đi tới rồi là rậm thôi. Không gác đi thôi, sao rồi. Đó là ăn miếng ăn sống như giờ. Trời ơi, móc rồi. Cơm móc luôn. Ủa rồi. Sao nó nóng hổi mà nó bị móc ta? Không hổi mà chừng nó không móc. Không có cái, ai mà. Cái thức ăn đó đó. À cái chú để vô chú hấp mà hả chị? À, à đây. Dạ. Nó cho là cho hầm lại và cho nhịn lòng luôn. Cho gì hầm đó phải không? Cho rồi hầm để dành ăn từ từ. Ta tới ăn mỡ, trái nhầm nhầm gì gì. Cho rồi, ổ mẹ hầm để ăn. Bởi vậy hả? Cha mẹ nuôi con thì... Dạ. Tới những con cái nuôi cha mẹ cái là không nuôi đâu. Con nuôi cha mẹ cả tháng cả ngày hả? Ừ. Cũng đang là. Dạ. Là em cũng là biết rồi đó mà. Vậy mà con không nuôi không, không tới nuôi gì luôn hả không chú? Không nuôi à. Vậy chứ bộ không nuôi hỏi sao mà rồi. Không có nuôi. Người con chú nào đang làm cái gì? Nó muốn bán cái gì ấy chứ ấy không có tay. Mình không biết. Ai nhận gạo về cho chú? Mượn Ngọc về thôi chị ơi. Dạ, gạo chưa? Gạo nhiêu đó đủ ăn không? Gạo không, không có đi, còn có mấy ký à, không có đâu rồi. Nghĩa là đủ ăn ha? Dạ, cũng đủ, nhà mấy là cho. Nó cho mình mà không có nấu, còn không cho mình nấu. Dạ. Nấu thì nửa lon vậy đó, mình ăn. Thế giờ sao vậy? Sao chú không kiếm cô nào đó về chăm phụ chú? Kiếm ai về vậy? Chăm phụ chú thì cô thấy là chú cũng còn ấy đó. Dạ. Chỉ là chỉ mới năm mấy tuổi à, bảy giờ đó. À, em mới cho kia em cầm xuống đây chào mà. À, em vợ đấy à, chị này em vợ đấy à. Chị nãy cháu nghe nói gì mình ở địa phương hỗ trợ vậy? Em mời em vô. Có không chào không lo. Cái tiền tôi quên xã hội. Không có cho tiền. Tôi quên xã hội á. Đây là cháu vợ của chú. À dạ. Hay là nấu cơm cho chú. À vậy là mỗi ngày là chị đem cơm vô cho chú đó hả chị? Em đem xuống đây cho chị nấu nó không có được. Ăn uống có một tay một rồi giặt vũ thì tự như mà quơ sơ sơ để mãi thôi. Ôi ngâm mà lại thôi. Không có nóng. Nãy giờ chú nói chuyện thì có nhiều cái tụi em nghe cũng không có rõ lắm. Dạ. À, thì ủa là vợ của chú thì mất rồi hả chị? Vợ thôi lâu rồi. Thôi à, nhưng mà cháu vợ thì bây giờ vẫn chưa lo chú vậy đó. Như là em trên này gần ở trên này rồi cũng nghe thấy vậy thì nấu cơm cho đem xuống vậy thôi. Dạ ủa chị tốt quá. Tại bà dì mới nấu em xuống đây tại vì nhà cũng ổng thì cũng đến không cháu vợ. Cháu vợ mà vợ hai vợ chồng đã thôi nhau lâu rồi. Thôi, Không, có đưa cho chị nấu không hay là dạ có để cho anh cho bà dì nấu cũng như trong phường cho mà hỗ trợ cho mình nhiều khi có hàng tháng luôn á đồ này kia dạ hàng tháng là phường đủ trợ gạo dạ ở đây là cái đợt lớn mà mạnh thường quân thì có cả nhu yếu phẩm dạ đúng các thứ luôn dạ. Đó thì chú cũng lớn tuổi như là bà bên ăn uống được bao nhiêu và uống chút mình rồi như là nói vậy nhưng mà trong phường thì cũng có hỗ trợ cho mình. Dạ. Yeah. À. Chị có liên lạc gì với lại con của chú không ạ? Nó cũng ở đây nhưng mà nó không ngó ngàng tới. Mà con chú làm đỡ không? Dạ cũng khá. Cũng khá hả? Dạ. Vậy mà sao không tới lui lo gì? Thì mình cũng không biết nó làm sao, nó nghĩ sao mình không biết. À. Dạ. Hoàn cảnh là bệnh đau vậy đó. Nhà chị lại đây sao không chị? Dạ gần thấy quán được hết. À ngay đầu đường dạ, đây là chị. Dạ. Vậy là cũng mừng, ít ra còn có người hả tới lui lo ăn dạ, uống đồ. Người tới lui ngó hàng chăm sóc hơn. Chứ không thôi. Nhà chú cũng sạch
mới gặp mà mới lao cái gì hôm cái gặp vô rồi phải ông ba luôn người lại lao tại bữa xịn cát quá nó lên lúc ở trên vậy nè rồi à vậy đó dạ rồi dạ. Là mưa nó ấy ở đây hay sao chị dạ nó chạy nó hấp quá bơm cát dạ bơm cát ta bơm cát cũng có đằng kia xa lắm nhưng mà nó xì theo cái đường ống nước á xì theo cái đường tống này nè cái xong rồi người ta vô người ta lau luôn lau luôn rồi rửa luôn công trình thấy thật sự có bệnh hoạn ai làm nổi ông ngồi giọng ra mẹ của ông nghe nè dạ bệnh thì bệnh mà hút thuốc vậy là nhiều rồi bỏ thuốc nha thôi là không hỗ trợ cho làm mà hút thuốc đâu à thuốc quá trời rồi hút thuốc nhiều lắm á trước đây lúc mà chưa bị bệnh thì chú làm công việc gì vậy chú làm đơn đơn mà chúng ta mà đàn ngoài là, trung tâm là có tỉnh dạ à. Đàn là trung tâm á. Dạ. Vậy thấy nhà lo liếc gì đâu quá trời. À, em cũng là nghệ sĩ đó. Nghệ sĩ đó. Ừ. Còn bệnh bệnh nào đó cũng lo nuôi đùm cái bà chết mẹ rồi. Là mấy người ngoài làm chung với chú bạn, ha. Bạn bè là á. Dạ. Nói vậy á, mình không có ai cho nó lo dùm. Dạ. Hai bệnh viện rồi kia nó lo cho chú nhà không lo luôn. Dạ. Rồi giờ mà ngày quá khổ á, bệnh nào đi làm qua quà, không giờ. Cũng đỡ hết ra còn có bạn bè hàng xóm đồ tắt lửa tối đèn ta cũng phụ à. Ừ. Này ơi em dạy nè nó cho con hàng bữa nó cho con bữa chết mẹ rồi 90 mai chết mẹ rồi hôm nay là đỡ rồi cậu đi ra khảo sát cái nhà này là không có lắp gì được đâu dạ quá bị mẫu luôn á cái này là nhà được hỗ trợ đó hả chị không quay này cô em à, nhà lúc gọi là đó hỏi lại nó bà già nó cho em là cái cái này hôm rồi có sửa chưa ta không có sửa gì đâu hoàn toàn không có sửa gì à, nó bị dột hay sao mà mình phải căng bạc cho chú dột dạ. À, dạ. Dột hả dạ. Ở nói, nhìn ở dưới thì thấy cho gì nữa. Cho cái nhà tình nghĩa gì đó không có cho nghĩa là bây giờ muốn cho nhà tình nghĩa cho nhưng mà cho dạng với nhà tình thương với nhà không phải nhà tình nghĩa dạ với nhà tình nghĩa không cần nhà tình thương rồi dạ à, rồi bây giờ mà nếu mà xét cho nhà tình thương dạ. Thì có phụ thêm đang làm được không trời ơi thì rồi. Đó không có dạ thì bên chính quyền thì chỉ hỗ trợ được phần nào thôi dạ chứ không phải là hết nguyên căn mới được mà hết nguyên căn mới thì cũng khá là nhiều tiền đúng không chị được đúng rồi ủa vậy rồi trên phường mình có hỗ trợ là sửa nhà không chị nếu không dạ nếu mà không xây mới thì mình sửa cũng sửa sơ sơ cho đỡ dột cũng được làm nhỏ nhà ba ba ở đây à làm như qua già ôi tính là ở phường mình cũng mấy quá ha cấp gạo mỗi ngày rồi mỗi tháng luôn dạ. Trời ơi chú có mấy cái loa này chị cổ nha chị sưu tầm nha mấy cái bán không hồi đó mình nhạc á thì mà rồi mua mình nghe nhạc mình vinh nhạc nhạc sĩ mà cái này lâu rồi đồ cổ đó chị vậy hả dạ cái radio nè cái đó lâu lắm luôn rồi đó mấy cái đồ này đồ cũ không à đồ cũ dạ. Mà chú ơi chị này chị hay thu mua nói chung là đi từng nhà để xem ai có cái mấy cái đồ cổ này chị thu mua chú xem chú nhiêu đây là chú bán nhiêu lâu dạ. Rồi bộ này chú bán nhiêu bây giờ nè bán bớt đi rồi tiền để làm nhà hả tao để mình nghe nhạc mình nghe em nhà em nghe người ta là nhạc sĩ mà về già cũng phải nghe nhạc chứ là mình bệnh chứ quay là mỗi ngày đó mà hồi xưa là chú đợn gì chú đợn guitar hay đợn bát đợn bát luôn hả đợn bát dữ dằn à đợn bát là dữ dằn nha ca sĩ dữ à chú ơi chú biết ca sĩ không chú đây ca sĩ đó chú dạ ca sĩ á dạ con ca lẻ dạ chị ca đâu thôi ca đâu dạ con ca chơi chơi à bây giờ chú có hay coi YouTube không dạ con ca chơi dạ chú ơi cũng quá nhiều luôn rồi mà chú biết ca không không biết ca mới biết rồi biết rồi thôi mấy kệ đi giờ chú ca liệu qua dễ lắm bây giờ ca ca là rồi biết hai mình đàn mà thôi biết ca nhưng mà đàn của chú bây giờ không còn nữa đúng chú đâu có bán rồi không bệnh quá bê bạn rồi ôi vậy thì bán đi bây giờ bán hồi đó rồi, mua cái đàn đưa đàn bảy mua rồi chị về bán là chị mà chị bán cái đàn rồi luôn dạ rồi bảy ra ngoài chú bút bây giờ bảy ra ngoài chứ không Mỹ hả xếp ba rồi chứ không dữ dằn ạ à. Bảy à, bảy triệu quá dạ. Ra cái chị mà trời đất ơi bệnh bán 1 triệu à bán 1 triệu nó mua bụng ủa chú mà ừ. Trước khi bị tai biến là chú có bị gì không sao tự nhiên không là bình thường vậy hả bình thường không có gì vậy
cũng đi làm nha. Còn cái nhà đó tao thấy là có kỳ kỳ quá. Thế đó lãnh rồi, lãnh rồi anh lắm rồi. Dạ. Thế thấy đầu cũng được con quận bạn đi giùm. Không đi nữa. Quận dạ. Đi cái tấu này vậy đi. Tao không chuyện là hên đó. Bây giờ tao người chết luôn rồi. Nhưng mà lúc đó là có ai nhà không chú hay có mình chú? Đã có mình bảo qua. Ở có mình vậy hả? Dạ. Sao rồi hả? Ai hay mà chở chú đi? Đã rồi. Mình á, mình đã muốn bệnh nhưng mình đã nói mình ngồi với bạn, bạn phải làm rồi. Mà đấy là là chú thấy chú không khỏe nên chú nhờ chở đi luôn. Vậy là cũng may chứ nếu có một mình mà lên cơn tai biến. Mình nhẹ, mình nhẹ. Mình nhẹ, nhẹ đi là được rồi, cũng đỡ rồi. Mà mắt chú bị gì, bị cườm hay cường, bị cườm không? Cườm, cầm bị nước. Bị từ khi nào? Bị cũng qua cỡ 15 năm mà. Là bị cườm trước. À, sau còn. Đó rồi mới bị cườm. Dạ, có biết nhà. Rồi giờ chú nhìn thấy rõ không? Một bên nhìn thấy rõ. Bây giờ mình thấy rõ. Bên rõ. Bên đây nó đuôi. Đây đuôi. Bên thì màn hình mờ mờ xíu. Rồi. Dạ. Đuôi đuôi. Mặc dù là đang không khỏe nhưng mà chú cũng rất là vui vẻ, vui tươi hả? Dạ, dạ. Những bác sĩ vậy á chị. Dạ chú ơi, bữa nay tụi con tới đây thì con cũng có món quà để gửi chú. Dạ. Dạ. Rồi. Chú cho con gửi nha chú. Rồi, để dành mình uống thuốc uống men gì đó. Rồi, chú ăn dạ. Thuốc nha, chú ăn thuốc nha. Không uống thuốc nha. Rồi là sao? Uống thuốc chứ không có hút thuốc. Dạ. Rồi tụi con quay cái này nè, tụi con sẽ up lên YouTube. Dạ. Dạ để bà con cô bác xem rồi có gì về tụi con sẽ lọc lại một lượt. Nếu mà được đó, thì tụi con sẽ quay trở lại một lần nữa rồi. Dạ. Tụi con sẽ hỗ trợ tiếp ạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn quý chị. Dạ. Là em mở mình bộ cũng không mấy chị nhiều lắm cho vợ mình bây giờ mình tiền bạc khó khăn. Dạ. Đi sao mình đâu phải là hộ nghèo mà. Dạ. Sao cái tiền thuốc đâu có dần đây. Nó thấy thuốc về chứ đâu bỏ tiền ra. Mà nó thiếu rồi. Ủa chú có bảo hiểm sao? Có bảo hiểm mà hộ nghèo không phải chứ. Có nghĩa là có những cái thứ có nằm hộ nghèo. Dạ. Dạ. Đó. Nó dặn kia mình đưa tiền. Dạ. Ở địa phương lo đủ chứ không phải là không có. Dặn kia đưa tiền hỏi tiền đâu dừng xe. Tay vô là quán thị à. 50 ngàn rồi. Tống thêm nữa 50 ngàn, 100 ngàn qua đi xảm bệnh nhau đẹp không có. Chú, cho con hỏi thiệt nè. Có lúc nào mà chú cảm thấy tủi thân không? Tủi chứ. Tủi không? Tủi. Sao giờ có không có vợ mà cũng có con cái cũng không có quan tâm. À, bởi vậy đó. Không? Khóc luôn đó, ngồi ăn cơm mình ăn thì khóc. Gì đó hả? Mà sao ý là chú nhớ chị gì mà chú khóc? Cái đầu con không quên lòng gì vậy. Cái gì? Mình nói là tủi thân rồi. Không chứ lo nó bên đời nó. Tôi nói tiền nó không tiền nó không biết. Dạ. Bây giờ nó không lo người mình. Nó cũng có thời mình cũng vợ con đề quề hả chú ha? À. Còn bây giờ mình ngồi cơm tiền đi. Em vợ với cháu vợ có cho mình ăn. Dạ. Con còn khóc. Dạ. Thôi à, không khóc à. Không, tại tôi biết mình ăn tiền rồi. Nó ngồi khóc. Dạ. Thôi. Thôi chứ. Thôi đừng khóc chú, khóc mất công ảnh hưởng bệnh. Thôi kệ vui tươi lên đi chú. Lạc quan lên đi. Dạ. Vui thì rất vui lắm mà nó hỏi là cái nhìn mình tất cả là khóc. Thôi thì mình cũng an ủi là không có con cái nhưng mà mình cũng có bà con hàng xóm rồi nè, mọi người cũng thương chú nè, bên phường cũng giúp đỡ quá trời luôn. Vậy cũng mừng người. Chú lạc quan là lãi rồi. Cha đó là phường qua là bỏ đây bên sạch ra chỗ làm cuối ra. Thầy Quýnh Sàng, Quýnh Sàng ngày xưa là Quýnh là khắp Vĩnh Long này luôn. À. Các Quýnh Long. Tại Vinh bất cứ đoàn không có. Dạ. Quýnh là ca sĩ nổi tiếng hả? Có Quýnh đời như ca sĩ nổi tiếng. Quýnh là phát Quýnh nhạc. Hương Lan á. Hương Lan. Hương Lan hả? Ở đây thì dạy rộng á. Dạ. Quýnh dạy rộng á. Hương Lan luôn. Hương Lan về hát trên sân vận động á là chú đánh đàn luôn. Rồi. Dữ dàng luôn á. Thật sự là dữ đó. Hả không chưa? Hồi đó Quýnh chưa là sao? Mấy ông bạn đàn nghe ăn giả cuối là du lịch nè, thân sinh nè. Hồi tôi bên nằm bên Trung Lâm. Dạ. Năm quá. Dạ. À. Trung Lâm năm quá. Trung Lâm năm quá. Nó còn khổ rộng mà. Nó khổ rộng mà. Dạ. Nó còn kia làm du lịch. Dạ. Dạ. Dạ vậy thôi tụi con cũng xin phép. Dạ. Dạ. Thì con cũng xin phép để đi qua những cái hoàn cảnh khác. Dạ. Chú ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ, em cảm ơn quý chị. Dạ rồi, anh chào chú ạ. Dạ. Dạ. Bây giờ tụi em xin kết clip này ở đây để đi qua bên hộ tiếp theo. Dạ, xin chào bà con cô bác và hẹn gặp lại ở clip kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ.